Xin chào các bạn, đây là video đầu tiên của chuỗi video giải bài trường văn N2. Hy vọng những cái video trong series này sẽ giúp các bạn phần nào đó giải quyết những khó khăn ở trong phần làm bài đọc hiểu. Đặc biệt là cái bài trường văn là cái bài mà chiếm thời gian rất là lớn và số điểm cũng khá là cao, đúng không nhỉ? Đó thì chúng ta sẽ đi vào nhé. Cái chuỗi video này sẽ có 10 video tất cả. Chúng ta sẽ đọc 10 đoạn trường văn với các chủ đề khác nhau. Hy vọng không chỉ là bồi đắp thêm cái kiến thức về đọc hiểu mà các bạn có thể nhìn nhận thêm một số cái gì nhỉ? Cái cách suy nghĩ, đánh giá của người Nhật, và cá nhân mình thấy là những cái bài này rất là hay. Có thể mình học hỏi được thêm rất là nhiều điều về cuộc sống. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài đầu tiên nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc này. À, nếu như một số người gì đó, đúng nhỉ? Có thể có một số người ấy dạy là khi mà đọc ấy thì chúng ta sẽ xuống luôn đọc các câu hỏi luôn. Thế nhưng mà ở trong chuỗi video này thì mình sẽ không dạy như vậy, mà mình sẽ gì nhỉ? Mình sẽ đọc qua bài tất cả các phần, kể cả tìm thông tin chi tiết hay là tìm thông tin tổng quát, chúng ta vẫn nên đọc lướt qua một lượt nhá. Đó, thì ở trong cái video này thì mình sẽ đọc từ đầu đến cuối và sau đó chúng ta sẽ giải quyết các câu hỏi. Chúng ta sẽ xem này. Oishii tabemono ya utsukushii keshiki là gì đấy? À, đồ ăn ngon này, đúng không? Phong cảnh đẹp này. Okane ya kenko ya ai, tiền bạc, đúng nhỉ? Sức khỏe cũng như tình yêu. So itta mono de wa erarenai jizokuteki shiawase. À, ở đây các bạn có cái từ jizokuteki là gì nhỉ? Chữ trì, chữ tục, và chữ trì chữ tục, đúng không? Và chữ đích có nghĩa là lâu dài, bền lâu. Đấy, hạnh phúc, đúng không nhỉ? Hạnh phúc bền lâu ấy, hạnh phúc lâu dài, hạnh phúc vững bền thì chúng ta sẽ không thể nào mà nhận được, đúng không? Đây là erarenai, không thể nào mà nhận được bằng những cái thứ đấy. Đây có chỉ thị từ đầu tiên là cái so. Đấy, so itamono, những cái thứ đấy là những cái thứ gì? Chính là những cái thứ này này, ở trên đây này. Đồ ăn này, đúng không? Phong cảnh này. Tiền này. Sức khỏe này. Tình yêu. Từ ba câu đầu tiên ấy thì ý của tác giả nói là những cái thứ này không thể cho chúng ta được một cái hạnh phúc lâu dài, hạnh phúc bền vững. Đấy. Tiếp theo nhá. Sore o eru tame no hitsuyo jōken wa konnan desu. Cái điều kiện cần thiết để nhận được cái đó là khó khăn. Chữ khốn với chữ nạn nhưng mà mang nghĩa không giống như trong tiếng Việt, đúng nhỉ? Mà mang nghĩa là khó khăn. Vậy thì lại xuất hiện chữ chỉ từ sore. Sore đây là cái gì? Sore đây chính là cái gì đây nhỉ? Chính là cái hạnh phúc lâu dài này, hạnh phúc lâu bền này, đấy. Các bạn lưu ý nhá, cái phần chỉ thị từ rất là quan trọng đấy. Nó sẽ gì nhỉ? Nó sẽ là cái phần có trong câu hỏi thi, cũng như là gì đấy, cũng như là cái để chúng ta có thực sự hiểu bài hay không. Để cái điều kiện cần thiết để có được hạnh phúc bền lâu ấy là khó khăn. Konnan no nai tokoro ni jizokuteki shiawase wa nai no desu. Cái cấu trúc no desu nhiều khi là nó mang tính chất là nhấn mạnh, nhiều khi là mang tính chất là để giải thích cho cái câu nói phía trước. Là vì, đúng nhỉ? Nếu gì đấy? À, là vì nơi nào mà không có khó khăn, đúng nhỉ? Đây, tokoro ni này, nơi nào mà không có khó khăn ấy thì nơi đó sẽ không có hạnh phúc lâu dài, đúng không? Nơi đó sẽ chẳng thể tồn tại hạnh phúc bền vững, hạnh phúc lâu dài được. Đoạn đầu tiên người ta nói như thế nhá. Tiếp theo này. Konnan toyu mono ga mattaku nakatta ra dou naru ka chotto souzou shite mite kudasai. À, các bạn hãy thử tưởng tượng một chút xem, đúng không? Là nếu mà đây nó, chúng ta tách ra một chút nhá. Đây là thể đà này. Nếu mà này, konnan toyu mono, cái thứ gọi là khó khăn ấy, mattaku nakatara, nếu mà hoàn toàn không có cái thứ gọi là khó khăn đấy ấy, thì sẽ trở nên như thế nào đây? Các bạn thử tưởng tượng một chút mà xem. Hoshi mono wa nan demo te ni hairu. Những thứ mà các bạn mong muốn ấy thì các bạn sẽ gì đấy? Các bạn sẽ đều có trong tay. Shitai koto wa nan demo dekiru.
Những cái việc mà các bạn muốn làm ấy, tất cả đều có thể thực hiện, đúng không? Subete no yokyu ga nan no kumo naku mitasareru. Chữ này là chữ gì nhỉ? Chữ này là chữ dục và chữ cầu. Đọc là gì đây? Đọc là, có nghĩa là gì nhỉ? Khao khát này. Khao khát nhá. Yokyu đúng nhỉ? Yo. Bởi vì chữ dục đọc là yo cự mà đúng không? Đấy. Chữ cầu đọc là Q. Do vậy hai chữ K đọc, đặt cạnh nhau nó sẽ biến thành âm ngắt nhá. Yokyu. Ví dụ các bạn thử. Đây này. Đấy. Nó sẽ ra. Enter này. Đó. Rồi. Tất cả mọi khao khát, tất cả mọi khát vọng, tất cả mọi mong muốn đều làm sao đây? Nano kumo naku mitasareru. Tất cả những cái khao khát, những cái khát vọng của chúng ta ấy đều được gì nhỉ? Đều được làm thỏa mãn, đúng không? Đều được đáp ứng một cách gì đây? Một cách dễ dàng, một cách không có cái gì khổ sở, vất vả, khó khăn cả. Đấy, cả cái cụm này nhá. Nano kumo naku có nghĩa là một cách dễ dàng. Đúng nhỉ? Hoặc là không có gì khó khăn. Tiếp theo này. Iya na koto wa isai shinakute ii. Đây người ta có chú thích, nhưng mà thực ra các bạn được học cái từ isai là hoàn toàn rồi đúng không nhỉ? Những cái thứ mà gì đây? Những cái thứ mà các bạn không ưa, không thích ấy, các bạn ghét ấy thì sao? Thì chúng ta không cần thiết phải làm đúng không? Hoàn toàn không cần phải làm. Subete ga omoi dori. Tất cả mọi thứ nó đi theo những gì mà chúng ta mong muốn, chúng ta suy nghĩ. Soshite arayuru koto ga junchou ni iku. À, và arayuru. Arayuru nó bằng gì đây nhỉ? Nó bằng subete no bằng với lại subete no hoặc là gì nhỉ? Hoặc là zenbu no. Tất cả mọi thứ ấy nó sẽ đi một cách junjo, một cách gì đây? Junjo là chữ thuận và chữ đều đúng nhỉ? Có nghĩa là thuận lợi. Tất cả mọi thứ nó sẽ tiến triển một cách thuận lợi, trôi chảy, không có vấn đề gì cả. Dakara, vì vậy. Komatta na, doushitara ii daro? Toyu koto nado gaimu. À vậy cho nên ấy, đúng nhỉ? Là chúng ta sẽ làm sao? Sẽ không bao giờ có cái chuyện mà chúng ta sẽ phải suy nghĩ là, đúng không? À gay rồi, rắc rối rồi, mình sẽ phải làm sao bây giờ? Tsumari, mondai wa mataku okoranai. Tức là ấy, cái gì đây nhỉ? Cái vấn đề nó sẽ hoàn toàn không xảy ra, không có vấn đề gì xảy ra hết nhá. Tiếp theo này. Wa ina so naritai to omou hito mo iru kamoshiremasen. Có lẽ là cũng sẽ có những người sẽ nghĩ là wow, vậy thì tuyệt nhỉ, vậy là thì thích thật. Mình cũng muốn được như vậy, đúng nhỉ? Ước gì mình được như anh ấy. Tashika ni. Tankikan nara koyu kyogu mo waruku nai kamoshiremasen. Quả thật, đúng không? Tashika ni là quả thật này. Quả thật đấy. Nếu là trong thời gian ngắn, đúng không nhỉ? Đoạn kỳ gian, nghĩa là tankikan là trong thời gian ngắn này. Quả thật là trong cái thời gian ngắn ấy thì cái koyu kyogu, đây là chữ hàn ghép bởi chữ cảnh và chữ ngộ. Và người ta chú thích là giải thích là gì nhỉ? Jokyo, tình huống, tình trạng, tình hình nhá. Nào. Quả thật là nếu là trong một khoảng thời gian ngắn ấy thì cái gì đây? Thì có lẽ là cái gì nhỉ? Cái hoàn cảnh như vậy, cái hoàn cảnh như thế này. Đây các bạn lại thấy cái từ koyu này. Đấy. Koyu cứ có chỉ thị từ là các bạn sẽ phải gì đây? Các bạn sẽ phải tìm. Đây tiếp này. Chúng ta có so này, muốn trở nên như vậy này. Đấy, là muốn trở nên như thế nào? Là muốn trở nên không có khó khăn đúng không nhỉ?
Đấy, mình muốn trở nên như thế là trở nên không có khó khăn gì hết, trở nên không có vấn đề gì hết nhá. Ví dụ như đây có thể lấy cái phần này. Tình trạng là không có vấn đề gì này. Đấy, cảnh ngộ không có vấn đề gì, không có khó khăn gì xảy ra. À, quả thực là nếu mà ở trong một thời gian ngắn ấy thì cái tình trạng mà không có vấn đề, không có khó khăn gì hết thì có lẽ cũng là điều không tệ, đúng không? Thế nhưng Shikashi, đằng sau Shikashi là cái từ quan trọng, là những cái thông tin quan trọng các bạn lưu ý nhé. Shikashi rất quan trọng. Shikashi kuru himo sodatta toshitara. À, sodatta toshitara đặt câu hỏi. Thế nhưng ấy, kuru himo ở đây người ta giải thích. Koko dewa kono saki zutsu. À, đây có nghĩa là gì nhỉ? Ngày qua ngày, đúng không nhỉ? Đấy, ngày qua ngày mà sao? Mà giả sử mà nó cứ như vậy thì sao? Lại có cái từ so tiếp này. So đây là gì? Nó vẫn là cái không có khó khăn thôi, cái hoàn cảnh mà không có khó khăn gì nhá. Toshitara là giả định. Giả sử các bạn được học ở trong phần ngữ pháp N2. Thế nhưng giả sử mà gì nhỉ? Ngày qua ngày mà nó cứ không có khó khăn gì thì thế nào đây? Machigai naku taikutsu suru yo ni naru desho. À, machigai naku là machigai nai, không sai. Chắc chắn là các bạn sẽ trở nên chán, đúng không? Taikutsu là chán này. Soshite yagate taerana, xin lỗi, yagate taerana kunaru hazu desu. Động từ gốc của các bạn là động từ taeru. Taeru có nghĩa là chịu đựng. Chịu đựng. Chữ Hán là chữ nại, trong từ nhẫn nại ấy. Đấy. Và được biến sang thể khả năng là gì? Taerarenai là không thể chịu đựng được, đúng không? Taerarena kunaru là trở nên không thể chịu đựng được. Đấy. Yagate là gì nhỉ? Rồi cũng sẽ có lúc. Đấy, sắp sửa nhá. Chắc chắn là các bạn sẽ trở nên là không thể nào mà chịu đựng nổi. Nazenara, soko niwa jibun no noryoku o haki suru kikai ga mataku nai kara desu. Tại sao lại vậy, đúng không? Cái câu Nazenara thông thường nó sẽ giải thích cho cái nội dung nói phía trước. Tại sao lại nói là tôi trở nên không thể chịu đựng được? Là bởi vì, đúng nhỉ? Là bởi vì sao? Là bởi vì ở đấy ấy, thì bạn sẽ hoàn toàn không có cái cơ hội để haki. Haki đây là phát huy. Hoàn toàn không có cơ hội để các bạn phát huy cái năng lực của bản thân, đúng không? Đấy. Soko là cái gì? Soko là cái gì? Soko đây chính là cái nơi gì đây nhỉ? Ở đấy là ở đâu? Ở nơi mà không có khó khăn. Tại sao lại vậy? Là bởi vì ở cái nơi mà không có khó khăn ấy, các bạn sẽ hoàn toàn không có cái cơ hội để các bạn phát huy được cái năng lực của bản thân. Cái đuôi của Nazenara nó luôn là kara desu sự nhá. Jibun no noryoku o haki subeki koto ga nani mo okoranai no desu. Là gì nhỉ? À, chẳng có cái thứ gì nó xảy ra cả, đúng không? Để bạn có thể làm sao đấy, để bạn có thể phát huy được cái thực lực của mình. Đấy. Ở đây ngữ pháp beki bình thường mình nghĩa là mang nghĩa là khuyên ấy, đúng không? Khuyên nhủ là nên, cần phải làm gì đó ấy. Đấy. Cái thứ mà cần để phát huy năng lực của bản thân bạn thì lại không có cái gì xảy ra cả, đúng không? Tức là nó không có một cái gì diễn ra để chúng ta có thể mài giũa, có thể phát huy được cái năng lực của bản thân chúng ta nhá. Kore hodo tsumaranai koto wa nai, đây là ngữ pháp hodo nai đây này, không có cái gì như cái gì. À, không có cái gì nhàm chán, đúng không nhỉ? Không có cái gì gì đây? Nhàm chán như cái này, đúng không nhỉ? Kore lại xuất hiện chỉ thị từ kore, kore là cái gì? Là cái việc mà gì đây nhỉ? Là cái việc mà không có gì xảy ra cả, đúng không? Cái việc mà không có khó khăn. Sore ga mainichi tsuzuitara machigai naku taikutsu shi taerare naku naru desho. Cái này mà cứ tiếp diễn hàng ngày ấy, đúng không nhỉ? Cái này mà nó cứ liên tục kéo dài thì chắc chắn là bạn sẽ trở nên chán và bạn sẽ không thể chịu nổi được. Đấy. Thì thực ra cái đoạn này, cái đoạn đoạn trên với đoạn dưới nó đang có liên quan đến nhau rất là nhiều nhá. Đoạn trên nó đưa ra vấn đề, nó đưa ra phán đoán, và đoạn này nó đang giải thích. Ở đây có cái từ sore là cái đó sẽ mọi người sẽ tự hỏi cái đó là cái gì, đúng không? Đấy, cái đó là những cái gì nhỉ? Là những cái
ngày mà các bạn không có gì đấy, không có khó khăn gì xảy ra ấy. Tóm lại tất cả những cái sô đây cô đây đây nó gần như nó đều đi về cái gì nhỉ, cái mà hoàn toàn không có khó khăn. So watashi tachi ga noryoku o haki dekiru no wa konnan mondai ni deatta toki desu. No đây nhá, các bạn khi lưu ý cái trợ từ no này. No này nó sẽ có thể thay cho rất nhiều từ như là hito này, tokoro này, rồi thì mono vân vân. Đây đuôi là toki, vậy thì cái no này thay cho cái từ toki. Cái lúc à đúng rồi, cái lúc mà chúng ta có thể phát huy được cái năng lực của bản thân mình ấy là cái lúc mà chúng ta gặp khó khăn, chúng ta gặp vấn đề đúng không? Sono toki hajimete noryoku o haki suru kikai ga atareraru. Cái lúc đó đúng không? Vậy cái lúc đó là lúc gì? Cái lúc gặp khó khăn đây này. Đấy. Cái lúc gặp khó khăn đấy ấy là khi mà lần đầu tiên chúng ta sẽ được trao cái cơ hội để phát huy năng lực của bản thân mình, đúng không? Đấy, nhá. Tí nữa chúng ta sẽ dịch lại một lần cuối cùng toàn bộ cái bài này để cho nó liền mạch, đúng nhỉ? Bởi vì phân tích như thế này thì nó sẽ không được liền mạch cho lắm. そして自分の能力で困難を乗り越えることができた時、面白さや喜びを感じるのです。Và đúng không? Và khi mà sao nhỉ? Khi mà có thể vượt qua được những cái khó khăn đấy bằng cái năng lực của bản thân mình ấy thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là thú vị, đúng không? Cảm thấy rất là vui. それは何かからただ受動的に得られる面白さ、喜びとは異なり、自分の力で獲得する面白さ、喜びです。それ、cái đấy ấy. Lại xuất hiện từ sore, cái đấy là cái gì? Đúng không nhỉ? Cái đấy nhá, nó kotonari, cái này đã đọc là kotonaru, kotonarimasu. Chữ dị có nghĩa là khác. Khác, nó gần giống chigaimasu. Cái đấy nó khác với lại cái cái sự thú vị cũng như là cái niềm vui mà gì đấy mà chúng ta nhận được một cách thụ động từ cái gì đó, đúng nhỉ? Đây là judo tikini, có nghĩa là gì nhỉ? Một cách thụ động này. Cái đó ấy, nó khác với lại cái niềm vui và cái sự thú vị mà chúng ta nhận được một cách thụ động thông qua một cái gì đó, từ một cái gì đó. Vậy cái từ sore đây chính là cái gì đây? Chính là cái omoshirosa với lại cái yorokobi ở trên nhá. Đấy. Lưu ý cái phần chỉ thị từ nhá. Cái niềm vui và cái sự thú vị đó ấy, nó khác với cái niềm vui và sự thú vị mà nhận được một cách thụ động thông qua một cái thứ khác, mà nó là cái niềm vui và cái sự thú vị mà các bạn gặt hái được. Cả cứ tốt cự là chữ hoạch và chữ đắc, có nghĩa là gặt hái được, có được, lấy được bằng cái thực lực của bản thân các bạn. Mata sore wa yatta という達成感とさらに自分にはやればできる力があるんだという感覚、自己効力感を伴った面白さ、喜びです。 Và sao nhỉ? Cái niềm vui đúng không? Sore này lại xuất hiện từ sore. Sore đấy lại vẫn tiếp tục là cái trên thôi nhá các bạn nhá. Là cái niềm vui và cái sự thú vị thôi. Đây. À, cái niềm vui và cái sự thú vị đấy ấy, là cái niềm vui và sự thú vị sẽ tomonata, chữ Hán là chữ chữ gì nhỉ? Chữ Hán là chữ này. Tomonau. Đấy. Chữ Hán là chữ bạn, đúng nhỉ? Nó mang nghĩa là gì đấy? Nó mang nghĩa là đi cùng hoặc là đồng hành.
Cái niềm vui và sự thú vị đó là cái niềm vui và sự thú vị đồng hành cùng với cái gì đây? Cùng với cái di cô điếc cự cằn. Đúng nhỉ? Đây là một cái thuật ngữ người ta để trong dấu này. À, là cái cảm giác gì đây nhỉ? Là cái cảm giác mà bản thân mình ấy, đúng không? Bản thân mình có cái gì? Có cái di cô là bản thân nhá, cô điếc cự cằn là hiệu lực và cảm bản thân mình có cái gì đây nhỉ? Có cái năng lực. Đấy, nó sẽ đồng hành cùng cảm giác là à bản thân mình có năng lực. Người ta sẽ giải thích thêm cái câu đấy này, jibun ni wa yare yareba dekiru chikara ga arun da, là gì nhỉ? À, mình mà làm thì cũng làm được đấy chứ, đúng không? Hoặc là nó sẽ đồng hành cùng với cảm giác gì đấy, tase cần, là cảm giác gì đấy, cảm giác hoàn thành, cảm giác mãn nguyện khi làm được cái gì đó. Ayata yata, làm được cái gì đó rồi, đúng nhỉ? Đó, nó sẽ đồng hành cùng hai cái cảm giác gọi là cảm giác tase cần nhá, cảm giác gọi là hoàn thành được cái gì đó và cảm giác bản thân mình có thể làm được cái gì đó, đúng nhỉ? Bản thân mình cũng gọi là có ích, di cô cô điếc cự cần đấy. Và người ta có cái yata để bổ nghĩa thêm cho cái tase cần, rồi jibun ni wa yareba dekiru chikara ga arun da để biểu diễn cho cái di cô cô điếc cự cần. Nếu mà chỉ dùng hai thuật ngữ này thì chúng ta sẽ khó hình dung, thì người ta sẽ cho thêm cái này vào để chúng ta hình dung ra hơn, đúng không? Vậy thì đây, cái đoạn này người ta đang nói về cái gì nhỉ? Cái niềm vui và cái sự thú vị khi mà chúng ta hoàn thành được việc gì đó, đúng không? Bằng cách mà chúng ta vượt qua khó khăn. Tiếp theo nhé. これが積み重なって生の充実感と持続的幸せがもたらされる、đúng nhỉ? À, cái này mà cứ chồng chất, bình thường các bạn có cái từ sư mự, cái động từ sư mự đúng không? Hay là động từ kasanaru. Cả hai động từ này nó đều mang nghĩa là gì nhỉ? Tích lũy, chồng chất. Đấy, tích lũy chồng chất. Và ghép với nhau thì nó càng mang cái tính chất nhấn mạnh cái đó. À, vậy thì cô đây, cái này tích lũy chồng chất, cái này là cái gì? Vấn đề là cái này là cái gì, đúng không? Cái này chính là cái niềm vui và cái sự thú vị ở trên nhá. Đấy. Là cái này. Các bạn lưu ý. Khi mà cái niềm vui và cái sự thú vị đấy nó chồng chất ấy, nó được tích lũy ấy, thì gì đây nhỉ? Thì cái hạnh phúc lâu dài, cái hạnh phúc bền lâu, đúng không? Cũng như là cái gì nhỉ? Cũng như là cái namano jiu jitsu cần, là cái cảm giác thỏa mãn, cái cảm giác mãn nguyện. Đấy, nó sẽ được mang lại. Các bạn có động từ gốc là motarasu, đúng không? Motarasu là gì nhỉ? Là mang lại. Mang lại. Ở đây là thể bị động, đúng không? Motarasareru là được mang lại. Đấy, khi mà những cái niềm vui, những cái thú vị đấy nó ngày càng tích lũy, ngày càng nhiều ấy, thì chúng ta sẽ có được, đúng không? Nó sẽ mang lại cho chúng ta cái cảm giác hạnh phúc lâu dài, bền vững, cũng như là cái cảm giác mãn nguyện. Jizokuteki shiawase wa konnani butsukari nagara jibun no noryoku de nantoka sore wo nori koeyo to roryoku shi nagara iki teiku koto niyotte erareru mono nano desu. Cái hạnh phúc bền lâu ấy, đúng không? Hạnh phúc bền lâu ấy là hạnh phúc gì đấy? Hạnh phúc bền lâu là cái hạnh phúc mà cho dù chúng ta làm sao đây nhỉ? Chúng ta có đối đầu với khó khăn, chúng ta có phải đương đầu với khó khăn ấy, chúng ta có phải gặp khó khăn, thì chúng ta vẫn làm sao nhỉ? Chúng ta nhận được nó bằng cái việc chúng ta tiếp tục gì nhỉ? Chúng ta tiếp tục sống và chúng ta tiếp tục nỗ lực để vượt qua cái khó khăn đó bằng cái thực lực của chúng ta, đúng không? Đó, đây, cái từ sore đây nhá, là các bạn phải biết là vượt qua, phải vượt qua cái gì, đúng không nhỉ? Vượt qua cái khó khăn. Đây chính là cái Conan. Rồi, dùng cái ký hiệu cho nó đơn giản nhé. Đấy. À. Cái thứ hạnh phúc ấy, đúng nhỉ? Có được.
Khi dù có phải đương đầu với khó khăn, ta vẫn sống và nỗ lực để vượt qua khó khăn đó bằng năng lực của chính bản thân mình. Cái câu này nếu mà dịch lại nó sẽ là như vậy nhé. Tsumari, jizoku teki shiawase ga erareru ka dou ka wa ikikata no mondai nano desu. Tức là, tóm lại là, đúng nhỉ, cái từ tsumari có nghĩa là tức là tóm lại là ấy, có thể nhận được cái hạnh phúc lâu dài bền vững hay không là vấn đề ở cách sống của chúng ta, đúng không? Vấn đề ở cách chúng ta sống. Tại sao lại nói vậy? Là cái việc mà các bạn có sống và nỗ lực vượt qua khó khăn hay không. Bởi vì sao? Bởi vì đây này, cái câu trên nó có cái đoạn này này đấy. Đấy. Các bạn phải sống và các bạn cố gắng nỗ lực vượt qua khó khăn cơ thì các bạn mới có thể có được cái hạnh phúc bền vững, hạnh phúc lâu dài đấy được. Nhá, tại sao người ta lại bảo là có nhận được hay không là vấn đề ở cách sống là như vậy đấy. Chúng ta phải có cái gì nhỉ? Chúng ta phải có cái sự nỗ lực đó thì chúng ta mới có thể có được hạnh phúc lâu dài. Đó là cái bài đọc dài của chúng ta nhé. Đấy, bài đọc về khó khăn và mối quan hệ giữa khó khăn và hạnh phúc lâu dài. Có thể là có nhiều bạn sẽ nghĩ là dễ, đúng nhỉ? Thế nhưng mà mình nghĩ thì cũng bài thi thì nó cũng chỉ như thế này thôi. Đây không nhớ không nhầm là bài thi năm 2015 hay là 2016 gì đó. Đấy, đại loại là như vậy, ở trong bộ đề thi N2 các năm ấy có, các bạn có thể tìm tham khảo thêm nhá. Nhiều bạn lại đọc nhiều quen bảo dễ giống như đề N3, không phải đâu, nó vẫn là đề N2 đấy. Bây giờ chúng ta sẽ dịch lại cái bài này một chút nhá để cho nó liền mạch toàn bộ từ đầu đến cuối, đúng nhỉ? Bởi vì lúc nãy là chúng ta mới chỉ làm sao đấy, chúng ta mới chỉ là gọi là phân tích từng đoạn thôi. À, đoạn đầu tiên này. Dù là thức ăn ngon này, phong cảnh đẹp, tiền bạc, sức khỏe hay là ái tình, chúng cũng không thể giúp ta có được hạnh phúc bền lâu. Điều kiện cần thiết để có được cái thứ hạnh phúc đó chính là khó khăn. Nơi nào không có khó khăn thì nơi đó hạnh phúc chẳng thể tồn tại lâu dài. Hãy thử tưởng tượng một chút xem, nếu hoàn toàn không có khó khăn thì sẽ như thế nào? Khi đó thì những thứ chúng ta mong muốn tất cả đều có trong tay. Những việc ta muốn làm tất cả đều có thể thực hiện được. Tất cả những gì chúng ta khao khát đều được đáp ứng dễ dàng. Thứ gì ta ghét thì ta không cần làm cũng được. Mọi thứ đi theo đúng những gì chúng ta suy nghĩ. Vì vậy, sẽ không bao giờ chúng ta phải bận lòng suy nghĩ là gay rồi, chết rồi, mình phải làm thế nào bây giờ. Cũng đồng nghĩa với việc là hoàn toàn không có một vấn đề gì xảy ra hết. Vậy thì nghĩ đến đây, có lẽ sẽ có những người suy nghĩ là ôi thích quá, ước gì mình được như vậy. Quả thật là nếu ở trong một thời gian ngắn thì cái hoàn cảnh như thế này cũng là điều hoàn toàn không tệ. Vậy nhưng giả sử mà ngày qua ngày nó cứ tiếp diễn như vậy thì sao? Chắc chắn một điều rằng chúng ta sẽ trở nên chán. Và chẳng mấy chốc chúng ta sẽ không thể nào mà chịu đựng nổi nữa. Tại sao lại nói thế? Là bởi vì ở cái nơi mà không có khó khăn ấy thì hoàn toàn không có cơ hội để phát huy năng lực của bản thân mình. Những việc cần để chúng ta phát huy năng lực của bản thân hoàn toàn không có. Những cái vấn đề đó hoàn toàn không xảy ra. Điều này là cái điều nhàm chán nhất. Không có cái gì nhàm chán như cái điều này cả. Nếu chuỗi ngày không có khó khăn đó tiếp tục tiếp diễn, chắc chắn là các bạn sẽ cảm thấy chán nản, các bạn sẽ cảm thấy nhàm chán và không thể chịu đựng nổi. Vậy thì đúng rồi, cái lúc mà các bạn có thể phát huy được cái năng lực của bản thân là cái lúc các bạn gặp khó khăn, là các bạn đối mặt với vấn đề. Những lúc như vậy là lần đầu tiên các bạn được trao cơ hội để có thể phát huy được năng lực của bản thân mình. Và khi các bạn vượt qua khó khăn bằng chính năng lực của bản thân mình thì các bạn sẽ cảm thấy thật vui, cảm thấy thật là thú vị. Nó hoàn toàn khác với những gì mà các bạn nhận được một cách thụ động thông qua một thứ khác mà nó là cái niềm vui, là cái sự thú vị gặt hái được bằng chính năng lực của chúng ta. Nó cũng là niềm vui, nó cũng là cái sự thú vị mà đồng hành cùng với cảm giác mà mình hoàn thành được một thứ gì đó, đồng hành cùng với cảm giác
mà mình cảm thấy mình có ý nghĩa, có thể làm được cái điều gì đấy. Nếu mình cố gắng thì mình cũng có năng lực làm được. Khi những niềm vui, khi những sự thú vị này ngày càng chồng chất, ngày càng tích lũy thì sẽ mang lại cho chúng ta một cái hạnh phúc lâu bền và một cái cảm giác thỏa mãn. Vậy thì hạnh phúc bền vững, hạnh phúc bền lâu là thứ có được khi dù chúng ta phải đương đầu với khó khăn, nhưng chúng ta vẫn sống và nỗ lực để vượt qua khó khăn đó bằng chính thực lực của chúng ta. Có nghĩa là có thể nhận được cái hạnh phúc lâu dài đấy hay không ấy là vấn đề ở cách sống của chúng ta. Đó, đó là toàn bộ cái bài đọc dài này của chúng ta nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi giải quyết câu hỏi này. Câu đầu tiên. Conan ga matakunai jōtai nitsuite Hisa wa do nobete iru ka? Về cái trạng thái hoàn toàn không có khó khăn ấy thì gì nhỉ? Thì tác giả đã đưa ra cái ý kiến như thế nào? Đây, các bạn thấy là gì đấy? Hoàn toàn không có khó khăn đúng không? Đấy. Vậy thì nhiều bạn ấy khi mà làm bài đọc, các bạn sẽ đọc luôn câu hỏi, các bạn lên đây các bạn ấy xem đúng không? Các bạn ấy tìm tìm dò dò dò. Thế nhưng cái đấy nói là tốt thì cũng có cái điểm tốt, đấy là các bạn có thể tận dụng được cái thời gian, và đôi khi các bạn mà tìm tốt, các bạn tìm được ngay cái chỗ cần tìm. Thế nhưng nó lại có cái hạn chế là nhiều bài đọc ấy, người ta sẽ bắt đầu người ta cho thông tin ở đấy một chút, cắt cách ra một chút, lại cho thông tin ở dưới một chút. Đấy, thành ra là các bạn sẽ rất là dễ bị làm sao, bị bỏ sót. Do vậy, tốt nhất là nếu mà có cơ hội, các bạn hãy luyện đọc thật là tốt để các bạn có thể đọc được từ đầu đến cuối. Tất nhiên các bạn không dịch gọi là dịch cho hay, cho trôi chảy đúng không? Cái việc mà dịch bài nãy giờ hướng dẫn đây này, nó chỉ là cái gọi là để chúng ta bổ trợ kỹ năng đọc hiểu thôi nhá. Còn đi thi ấy, các bạn sẽ chỉ cần đọc để các bạn nắm được cái nội dung chính thôi, chứ các bạn không phải ngồi các bạn nghĩ ra câu từ văn hoa các thứ đâu. Đấy là khi mà các bạn đi vào cuộc sống, đi vào cái công việc thì các bạn có thể làm được điều đấy. Thế nhưng mà đi thi thì các bạn sẽ không cần phải làm như vậy. Đó. Các bạn sẽ rất là dễ mà bị gì đấy, bị bỏ sót đấy. Chẳng hạn như nếu mà tìm, chúng ta quay ngược lại câu này này, chúng ta sẽ thấy cái câu đấy bắt đầu ở đây. Đúng không? Konan という mono ga mataku nakattara do naru ka? Nếu mà hoàn toàn không có khó khăn ấy, thì sẽ như thế nào? Đúng không nhỉ? Đây câu hỏi là Konan ga mataku nai jōtai. Vậy thì nó sẽ là cái nội dung ở đoạn tiếp theo đúng không? Đấy. Đoạn tiếp theo. Và các bạn mà đọc tiếp ấy, các bạn sẽ thấy rằng là gần như là toàn bộ cái đoạn này này, đây cái đoạn đây nhá. Xong là đoạn này nhá. Đấy. Đoạn này nhá, nó là cái phần mà trả lời cho cái câu này đấy. Đấy là cái như chúng ta vừa dịch rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem thôi. Câu 1 này. 短期間であっても生活に飽きてしまうだろう。Dù là đúng không? Mô là dù là trong thời gian ngắn ấy thì chúng ta cũng sẽ nhanh chóng chán cái cuộc sống đó. Sai đúng không các bạn? Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta lên đây chúng ta thấy là gì đây? Tashikani tăng kỳ càng nara koyu kyogu mo waruku nai ka moshiremasen. Nếu là trong thời gian ngắn thì điều này là không tệ đúng không? Được chưa? Như vậy nói là câu này bảo là dù là trong thời gian ngắn cũng chán là sai. Câu 2. Tăng kỳ càng đế areba iyana koto mo iyarenaku naru daro. Nếu là trong thời gian ngắn ấy thì những cái việc mà mình không thích, mình ghét sẽ trở thành cái việc mà mình không còn ghét nữa, đúng không? Sai, trên bài này không có cái dòng nào nói đến cái điều đấy hết nhá. Chúng ta vừa dịch rất là kỹ rồi cho nên mình cũng không soi lại quá. Câu này là câu sai. Câu 3 nhá. Nagaku tsuzuku to Takutsu na sekatsu ni taerarenaku naru daro. Nó mà kéo dài ấy, thì mình sẽ trở nên không thể chịu đựng được với cuộc sống nhàm chán đấy, đúng không các bạn? Chính xác rồi. Kéo dài là ở đâu? Đây. Nó dùng cái biểu hiện nó đồng nghĩa một chút, đúng nhỉ? Đây này. Kuruhimo, kuruhimo. Đấy, ngày qua ngày ấy, mà cứ như vậy thì sẽ làm sao? Đúng không? Taikutsu suru yoni naru desho.
Yagate tae rarenaku naru hazu desu. Đúng không? Được chưa? Do vậy, chúng ta sẽ có đáp án đúng của câu này là câu số 3. Nhá. Câu số 3. Trạng thái mà không có khó khăn ấy là nó mà tiếp diễn, đúng nhỉ? Nó mà kéo dài ấy, thì chúng ta sẽ không thể nào mà chịu đựng được với cuộc sống nhàm chán đấy. Câu 4 này. Nagaku tsuzuku to hoshii mono ga nani nano ka wakaranaku naru daro. Nó mà kéo dài ấy, thì chúng ta sẽ không hiểu được, đúng nhỉ? Cái thứ mà chúng ta muốn là cái thứ gì, đúng không? Rõ ràng là cái này ở trên kia không có nói, trên cái bài đọc không có nói đến, vậy chúng ta sẽ loại. Câu 2. Hisha wa konna o dono yo ni toraeteiru ka. Tác giả đang đưa ra như thế nào, đang trình bày như thế nào về cái khó khăn. Ichi này, jibun no noryoku o ikasu kikai ni naru. Nó sẽ trở thành cái cơ hội để chúng ta phát huy được cái năng lực của bản thân. Đây là câu đúng luôn, đúng không? Tại sao? Tại vì là nó có cái gì đây? Nó có cái câu như trên này nhá, mọi người quan sát nhá. Đây này, câu này này. So, watashi tachi ga noryoku o hakki dekiru no wa konan mondai ni atta toki desu. De atta toki desu. Sono toki hajimete noryoku o hakki suru kikai ga ataerareru. Đấy. Thì chúng ta sẽ có hakki, nó sẽ đồng nghĩa với từ ikasu. Ikasu sự chữ hoạt hoặc là chữ sinh cũng được. Đấy, nó có nghĩa là phát huy, được chưa? Nó dùng cái biểu hiện đồng nghĩa. Vậy thì câu này có nghĩa là cái lúc mà chúng ta có thể phát huy thực lực của bản thân mình ấy là cái lúc chúng ta gặp khó khăn, là cái lúc chúng ta đối đầu với lại vấn đề. Khi mà chúng ta có khó khăn gặp vấn đề như vậy là lần đầu tiên mà chúng ta được trao cơ hội để phát huy thực lực của bản thân, đúng không? Đó, vậy thì chúng ta sẽ có đáp án của câu này là câu 1 nhá, được chưa? Bởi vì cái này sẽ đồng nghĩa với từ Haki suru. Câu số 2 này. Jibun no noryoku o tamesu tame ni hitsuyou da. Là gì đấy? À, cần thiết để chúng ta gì nhỉ? Chúng ta thử. Cần thiết để chúng ta thử, đúng không? Chúng ta thử cái năng lực của bản thân chúng ta. Không nói, ở trên không có cái chỗ nào nói là thử tames. Do vậy là loại 2. Tiếp theo câu 3 nhá. Jibun no noryoku de norikoerare nai koto wa nai. Đúng nhỉ? Là sao? Nai koto wa nai bạn còn nhớ nghĩa là gì không? Không phải là không, đúng không? Đấy. À, không phải là không thể vượt qua bằng cái năng lực của bản thân mình. Tức là có thể vượt qua bằng năng lực của bản thân mình. Người ta có nói cái đấy không nhỉ? Không. Không nói cái này nhá. Mặc dù người ta có nói là gì đây nhỉ? Cái cảm giác khi mà vượt qua khó khăn ấy thì bằng năng lực của bản thân mình sẽ có cái niềm vui, có cái sự thú vị vân vân. Nhưng mà người ta không có nói là gì đây, người ta không có nói là không phải là không thể vượt qua như vậy. Do vậy dùng 3 là sai. Câu 4 này. Jibun no noryoku dake de nori koe yo to shinakute mo ii. Là gì nhỉ? Cho dù không cần phải cố gắng vượt qua nó bằng năng lực của bản thân mình cũng được. Đúng không? Chắc chắn là cái câu này là cái câu sai rồi. Đúng chúng ta là một nhá. Cái khó khăn ấy nó sẽ trở thành cái cơ hội để chúng ta phát huy cái năng lực của bản thân mình. Tiếp theo. Tiếp theo câu số 3 này. Hisha ni yoru to jizoku teki shiawase o uru ni wa do sureba ii ka. Theo tác giả thì để có thể nhận được một cái hạnh phúc bền lâu, hạnh phúc lâu dài ấy, thì chúng ta cần phải làm gì? Một này, jibun no noryoku ni jishin ga nakute mo shutai teki ni ikite iku. Là gì nhỉ? Cho dù không có tự tin ở năng lực của bản thân ấy thì cũng phải làm sao, cũng phải sống theo gì đây nhỉ, theo cách của mình. Chủ thể đích nhá, có nghĩa là theo cách của mình, phải không? Chắc chắn là sai, không có chỗ nào nói là dù không có năng lực, đúng nhỉ? Không tự tin vào năng lực, sai. Câu 2 này. Konnao keiken shi kokufuku shiyou to shinagara ikite iku. Trải nghiệm khó khăn, sống trải nghiệm khó khăn và khắc phục khó khăn. Đây là câu đúng. Đấy. Lại dùng từ đồng nghĩa, đúng không? Trên này.
Thông thường câu cuối nó sẽ ở đoạn cuối cùng này. Các bạn thấy này, konani butsukarinagara, được chưa? Thì cái gì đây, cái đụng độ khó khăn đây này, va chạm khó khăn đây này, chính là bằng gì đây? Kekeo, đúng nhỉ, chính bằng konao, đúng không? Keken suru, trải nghiệm khó khăn nhá. Tiếp theo này, động từ này, nori koeyo to, đúng không? Doryoku shinagara, nỗ lực vượt qua khó khăn, chính là gì đây? Chính là khắc phục. Kokuhuku. Đó, do vậy chúng ta sẽ có đáp án đúng của chúng ta là đáp án. Đây nó còn bảo này, cái hạnh phúc bền lâu là cái thứ nhận được bằng cái việc này. Do vậy của chúng ta sẽ phải chọn đáp án đúng là đáp án số 2, đúng không? Đấy. Xem những câu còn lại 3, 4 tại sao sai nhá. Konnani butsukatte mo konnan da to omowazu ni ikite iku, cho dù có gặp phải khó khăn ấy thì cũng phải sống mà không được nghĩ rằng đấy là khó khăn. Rõ ràng thì ở đoạn trên chúng ta đọc không có cái điều nào như vậy, đúng không? Loại. Câu 4 này. Arayuru koto ni omoshirosa ya yorokobi o mitsukenagara ikite iku. Chúng ta phải sống và khám phá, tìm ra những cái thú vị và những cái niềm vui ở trong tất cả mọi sự vật hiện tượng. Cái này thì hoàn toàn là không đúng rồi, đúng không nhỉ? Đấy, đấy là cái cách chọn đáp án nhá. Nếu mà các bạn để ý kỹ, đặc biệt là lưu ý là cái hiện tượng từ đồng nghĩa, cách biểu hiện đồng nghĩa nhá. Để các bạn thấy này, có mấy cái là đồng nghĩa này, đúng không? Ví dụ câu 2 này cũng dùng đồng nghĩa này, câu 3 cũng dùng đồng nghĩa này. Được chưa? Rồi thì gì nữa? Câu 1 thì gần như là chúng ta có thể nhặt từ trên đoạn trên xuống rồi. Các bạn cố gắng là luyện đọc nhiều để các bạn nâng cao cái năng lực khả năng của các bạn. Đó là cái bài đầu tiên của chúng ta. Thì video của chúng ta đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chúc các bạn học tốt.